Ngày xưa ngày xưa, có một người đến gặp Đức Phật để xin lời khuyên về cách kiểm soát cảm xúc của mình. Người đó đang vật lộn với sự tức giận và thất vọng và đang tìm cách quản lý cảm xúc của mình tốt hơn. Đức Phật mỉm cười và bảo anh ngồi xuống. Đức Phật nói, ta sẽ kể cho con nghe một câu chuyện. Ngày xưa ngày xưa, có một vị vua cai trị một đất nước thịnh vượng. Một ngày nọ, nhà vua quyết định đến thăm vương quốc láng giềng ông đã nghe nói rằng vị vua của vương quốc đó nổi tiếng vì sự thông thái khi nhà vua đến ông được chào đón rất trọng thể vua của vương quốc láng giềng đã chuẩn bị một bữa tiệc lớn để chào đón ông trong bữa tiệc nhà vua nhận thấy có một con ruồi trong chén súp của mình ông cảm thấy kinh tởm và ra lệnh cho người hầu mang cho mình một chén súp khác vua của vương quốc láng giềng thấy vậy liền nói tâu bệ hạ xin đừng giận đó chỉ là một con ruồi nhỏ không sao đâu nhà vua trả lời ta không thể chịu đựng được những điều như vậy ngay cả một con ruồi nhỏ cũng có thể làm hỏng tâm trạng của ta vua của vương quốc láng giềng mỉm cười và nói bệ hạ cho phép tôi cho ngài một lời khuyên không phải con ruồi làm hỏng tâm trạng của ngài mà là phản ứng của ngài trước nó ngài có khả năng kiểm soát cảm xúc của mình hãy đừng để cảm xúc kiểm soát ngài nhà vua nhận ra được trí tuệ trong những lời nói này và trở về vương quốc của mình từ ngày đó trở đi ông bắt đầu thực hành nghệ thuật không phản ứng với những tình huống trước đây từng kích hoạt cảm xúc của mình ông thấy rằng mình có thể giữ được bình tĩnh trong những tình huống đầy thử thách và có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn sức mạnh của việc không phản ứng là một bài học quan trọng cho tất cả chúng ta chúng ta thường phản ứng trước các tình huống mà không suy nghĩ và điều này có thể dẫn đến những hậu quả tiêu cực phản ứng với các tình huống bằng sự tức giận và thất vọng có thể làm hỏng mối quan hệ của chúng ta với người khác và cản trở khả năng đưa ra quyết định sáng suốt của chúng ta tuy nhiên điều quan trọng là phải hiểu rằng không phản ứng không có nghĩa là chúng ta nên kìm nén cảm xúc của mình cảm xúc là một phần tự nhiên trong trải nghiệm của con người chúng ta và điều quan trọng là phải thừa nhận chúng thay vì phản ứng bốc đồng chúng ta nên dành thời gian để xử lý cảm xúc của mình và phản ứng một cách chu đáo ở một nơi khác trên thế giới có một chàng trai trẻ tên asahi anh ấy là một người rất dễ xúc động và thường phản ứng bốc đồng trước những tình huống khiến anh ấy khó chịu anh ta sẽ tức giận và nói những điều gây tổn thương điều này sẽ dẫn đến tranh cãi và cảm xúc bị tổn thương một ngày nọ Asahi quyết định kiểm soát cảm xúc của mình. Anh biết rằng những phản ứng bốc đồng của mình đang gây hại nhiều hơn là có lợi và anh muốn thay đổi. Anh bắt đầu thực hành chánh niệm và thiền định, điều này giúp anh nhận thức rõ hơn về suy nghĩ và cảm xúc của mình. Anh ấy cũng bắt đầu thực hành nghệ thuật không phản ứng. Bất cứ khi nào anh ấy thấy mình ở trong một tình huống thường kích thích cảm xúc của mình, anh ấy sẽ lùi lại một bước và hít một hơi thật sâu. Sau đó, anh ta sẽ đánh giá tình hình một cách cẩn thận và phản ứng một cách chu đáo lúc đầu asahi rất khó kiểm soát được cảm xúc của mình anh ấy vẫn sẽ tức giận và thất vọng nhưng anh ấy sẽ lùi lại một bước và không phản ứng bốc đồng khi tiếp tục luyện tập anh thấy rằng việc kiểm soát cảm xúc của mình trở nên dễ dàng hơn asahi cũng nhận thấy mối quan hệ của anh với người khác được cải thiện anh không còn tranh luận và làm tổn thương cảm xúc của mọi người nữa thay vào đó anh ấy có thể giao tiếp một cách bình tĩnh và chu đáo điều này giúp anh ấy xây dựng được những mối quan hệ bền chặt hơn một ngày nọ bạn của asahi đến gặp anh để xin lời khuyên bạn của anh ấy đang trải qua khoảng thời gian khó khăn và cảm thấy rất buồn bã asahi lắng nghe những vấn đề của bạn mình và đưa ra những lời an ủi và hỗ trợ người bạn của anh ấy cảm ơn anh ấy và nói anh luôn biết phải nói gì anh không bao giờ tức giận hay khó chịu asahi mỉm cười và trả lời không phải là tôi không bao giờ cảm thấy tức giận hay khó chịu chỉ là tôi đã học được cách kiểm soát cảm xúc của mình và không để chúng kiểm soát mình đó là một công cụ mạnh mẽ đã giúp tôi cải thiện các mối quan hệ và sức khỏe tổng thể của mình người bạn của asahi rất ấn tượng và hỏi anh ấy làm thế nào để học cách kiểm soát cảm xúc của mình Asahi đã chia sẻ kinh nghiệm của mình với chánh niệm và sức mạnh của việc không phản ứng. Anh ấy khuyến khích bạn mình thử nó cho chính mình và người bạn của anh ấy rất biết ơn lời khuyên. Theo thời gian, Asahi được biết đến với phong thái điềm tĩnh và chu đáo. Anh ấy có thể xử lý những tình huống khó khăn một cách dễ dàng và mọi người ngưỡng mộ sức mạnh và sự kiên cường của anh ấy. Anh tiếp tục thực hành chánh niệm và nghệ thuật không phản ứng và anh thấy rằng điều đó mang lại cho anh cảm giác bình yên và hạnh phúc bên trong sức mạnh của việc không phản ứng là một bài học quý giá mà tất cả chúng ta đều có thể học hỏi việc này đòi hỏi sự luyện tập và kiên nhẫn nhưng phần thưởng nhận được rất xứng đáng bằng cách kiểm soát cảm xúc của mình chúng ta có thể cải thiện các mối quan hệ đưa ra quyết định tốt hơn và sống một cuộc sống trọn vẹn hơn bài học đạo đức trong câu chuyện nhà vua và asahi dạy chúng ta rằng chúng ta có sức mạnh để kiểm soát cảm xúc của mình chúng ta có thể không kiểm soát được những gì xảy ra với mình nhưng chúng ta có thể kiểm soát cách mình phản ứng với nó bằng cách thực hành chánh niệm và nghệ thuật không phản ứng chúng ta có thể học cách kiểm soát cảm xúc của mình và phản ứng một cách chu đáo đó là một công cụ mạnh mẽ có thể giúp chúng ta cải thiện các mối quan hệ sức khỏe và chất lượng cuộc sống nói chung Hãy dành thời gian để rèn luyện và trau dồi kỹ năng mạnh mẽ này và để nó biến đổi cuộc sống của chúng ta theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Giận dữ sẽ không bao giờ biến mất chừng nào những suy nghĩ oán giận còn được ấp ủ trong tâm trí. Giận dữ sẽ biến mất ngay khi những suy nghĩ oán giận được quên đi. Người kìm nén cơn giận dữ đang dâng lên giống như một cỗ xe đang lăn. Giữ giận dữ giống như uống thuốc độc và mong đợi người khác chết người chinh phục được bản thân mình vĩ đại hơn người chinh phục được hàng ngàn lần hàng ngàn lần trên chiến trường đừng để bị dẫn dắt bởi phản ứng của bạn hãy để các hành động của bạn dẫn dắt bạn bình yên đến từ bên trong đừng tìm kiếm nó bên ngoài trong một cuộc tranh cãi ngay khi chúng ta cảm thấy tức giận chúng ta đã ngừng đấu tranh cho sự thật và bắt đầu đấu tranh cho bản thân mình tâm trí là tất cả bạn nghĩ gì bạn trở thành vậy, bạn sẽ không bị trừng phạt vì sự tức giận của mình, bạn sẽ bị trừng phạt bởi sự tức giận của mình. Gốc rễ của đau khổ là sự chấp trước. Nếu muốn người khác hạnh phúc, hãy thực hành lòng từ bi. Nếu muốn hạnh phúc, hãy thực hành lòng từ bi. Buông bỏ cho chúng ta tự do và tự do là điều kiện duy nhất cho hạnh phúc. Nếu trong lòng chúng ta vẫn bám chấp vào bất cứ điều gì, giận dữ lo lắng hoặc tài sản chúng ta không thể được tự do tốt hơn một ngàn lời nói trống rỗng là một lời mang lại hòa bình tất cả những gì chúng ta là kết quả của những gì chúng ta đã nghĩ phản ứng đừng phản ứng thái quá phản ứng bằng lý trí không phải bằng cảm xúc cuối cùng chỉ có ba điều quan trọng bạn đã yêu thương bao nhiêu bạn đã sống nhẹ nhàng như thế nào và bạn đã buông bỏ những điều không dành cho mình một cách duyên dáng như thế nào người trải nghiệm sự thống nhất của cuộc sống nhìn thấy bản thân mình trong tất cả các chúng sinh và tất cả các chúng sinh trong bản thân mình và nhìn mọi thứ bằng con mắt công tâm hạnh phúc không bao giờ giảm đi khi được chia sẻ chúng ta được định hình bởi suy nghĩ của mình chúng ta trở thành những gì chúng ta nghĩ đừng sống mãi trong quá khứ đừng mơ về tương lai tập trung tâm trí vào hiện tại ba điều không thể giấu được lâu dài mặt trời mặt trăng và sự thật cách duy nhất để tìm thấy hạnh phúc thực sự là buông bỏ sự chấp trước của bạn đối với mọi thứ và mọi người tâm trí là tất cả bạn nghĩ gì bạn trở thành vậy chính tâm trí của một người chứ không phải kẻ thù hay kẻ thù của anh ta đã dụ dỗ anh ta vào những con đường xấu xa một ý tưởng được phát triển và đưa vào hành động quan trọng hơn một ý tưởng chỉ tồn tại như một ý tưởng không có ngọn lửa nào giống như đam mê không có con cá mập nào giống như hận thù không có cái bẫy nào giống như sự ngu xuẩn không có dòng thác nào giống như lòng tham những gì chúng ta nghĩ chúng ta trở thành tất cả những gì chúng ta là đều bắt nguồn từ suy nghĩ của chúng ta với suy nghĩ của mình chúng ta tạo ra thế giới nếu bạn muốn bay bạn phải buông bỏ những gì đang đè nặng bạn xuống nếu bạn muốn thay đổi thế giới hãy thay đổi bản thân trước tiên hạnh phúc không phải là thứ đã được chuẩn bị sẵn nó đến từ chính hành động của bạn vấn đề là bạn nghĩ rằng bạn có thời gian tâm trí giống như nước khi nó bị khuấy động thì khó nhìn thấy khi nó bình tĩnh mọi thứ trở nên rõ ràng lưỡi giống như một con dao sắc nhọn, giết người mà không đổ máu. Đừng tìm cách đi theo bước chân của người không ngoan, hãy tìm kiếm những gì họ đã tìm kiếm. Tịnh hay bất tịnh là do bản thân mình quyết định, không ai có thể thanh lọc cho người khác. Hãy đứng lên và biết ơn, vì nếu hôm nay chúng ta không học được nhiều, thì ít nhất chúng ta cũng học được một chút, và nếu chúng ta không học được một chút nào, thì ít nhất chúng ta cũng không bị bệnh và nếu chúng ta bị bệnh thì ít nhất chúng ta cũng không chết. Vì vậy, tất cả chúng ta hãy biết ơn. Thất bại thực sự duy nhất trong cuộc đời là không sống đúng với những gì tốt nhất mà bạn biết. Quá khứ đã qua, tương lai chưa đến, chỉ có một khoảnh khắc để bạn sống. Lười biếng là con đường ngắn nhất dẫn đến cái chết và chăm chỉ là một cách sống. Người ngu thì lười, người không thì siêng hận thù không thể dập tắt hận thù mà chỉ có thể dập tắt bằng tình yêu đây là quy luật muôn đời bất cứ điều gì một tu sĩ tiếp tục theo đuổi bằng suy nghĩ và suy ngẫm của mình điều đó sẽ trở thành khuynh hướng nhận thức của anh ta đừng sống mãi trong quá khứ đừng mơ về tương lai tập trung tâm trí vào hiện tại tâm trí là tất cả bạn nghĩ gì bạn trở thành vậy đừng tìm kiếm một thế kỷ trong bất kỳ ai ngoại trừ chính bạn cách duy nhất để làm việc lớn là yêu những gì bạn làm nếu bạn chưa tìm thấy nó hãy tiếp tục tìm kiếm đừng chấp nhận cũng như với tất cả các vấn đề của trái tim bạn sẽ biết khi bạn tìm thấy nó vinh quang lớn nhất trong cuộc sống không nằm ở việc không bao giờ ngã mà ở chỗ đứng lên mỗi khi chúng ta ngã không ai giải thoát cho chúng ta ngoài chính chúng ta không ai có thể và không ai được phép chúng ta phải tự đi con đường đó